Dạ, kênh Hoa Sứ Mỹ Ngân, con xin chào cô chú cùng các anh chị mình. Con xin giới thiệu cô chú anh chị mình một cây sứ ghép thần tài, thần nâu nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cây này đang nằm chậu C12. Cây này rất đẹp đó cô chú anh chị mình, một cốt ha. Một cốt ly lên có 2, 4, 6 nhánh. Cây thân tím luôn nha cô chú anh chị mình. Một cốt nè, cốt của nó cũng đẹp lắm. Đó, hoành cũ. Cái cây này con xin giao lưu với cô chú anh chị mình với giá là 250k ha. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con. Cây này cái thằng tài cây đang nụ nha cô chú anh chị mình. Thân tím nha. Cô chú anh chị nào nhận nguyên cây thì nhận ship chậu, nguyên chậu thì về vài bữa mình chơi hoa ha. Cô chú anh chị nào yêu mến thì liên hệ với con. Cây này con xin giao lưu là 250.000 thôi. Cây thân tím mà ghép thần tài nằm trong chậu C12 ha. Dạ, con cảm ơn cô chú anh chị mình đã lắng nghe hết video của con. Con xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào clip tiếp theo. Cây này rất đẹp luôn nha cô chú anh chị mình nha. Đó, con xin chào và hẹn gặp lại nha cô chú anh chị mình. Đó, một cốt đi lên ha, ở trên này tàn xè ra.